Sáng đây. Rồi, quên này sáng rồi. Rồi, sáng rồi. Sáng rồi năng. Con sáng rồi. Sáng rồi. Trời ơi, bác mừng cả nhà ơi. Dạ, mến chào cả nhà thân thương. Hôm nay lại tiếp tục lang thang cả nhà mình. Hôm nay á, đội dân lang thang trên một cái cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Thì đội dân lang thang bắt gặp một hoàn cảnh của một cụ ông cả nhà. Cụ ông sống trong cái ngôi nhà này nè cả nhà mình. Cả nhà mình thấy cái ngôi nhà của cụ ông này sống cả nhà mình thấy có thảm thương không cả nhà? Đội dân lang thang có mang vác quà tới tặng cho ông nè cả nhà. Bây giờ sẽ tiếp cận và trò chuyện nha cả nhà mình. Ở khu vực nơi đây là bãi đất trống cả nhà. Quá trời thương rồi cả nhà ơi. Sống như vậy thì làm sao mà sống được. Dạ. Con chào bác. Trời. Cảm ơn bác. Bác sống ở đây hả? Dạ sống bên đây con à. Đâu à, sống bên đây con à. Ở bên đây. Trời bên đây à. Dạ. Cha đồ đạc ăn cơm gì bên đây không đâu đâu. Dạ bác đeo cho con cái mic nha. Bác bình tĩnh, bác ngồi hôm nay bác cháu mình trò chuyện nha. Rồi. Quá trời thương rồi cả nhà ơi. Tối bác ngủ đây luôn hả bác? Ngủ bên đây không làm thang không phải là ngủ bên đây luôn à? Dạ. Ở bên đây luôn à, trời đây này. Rồi mưa có tạt không bác? Mưa tạt không có, mình có đâu tạm thời chứ đem mà làm bữa nó cắn quá trời đâu nhờ cái mông á. Dạ. Cái mông bên đây đó mẹ hồi nào quá là có cái ao bên đó có cái ao bên đó có cái nước bữa nay nó làm cái đường dài á bị bơm khô hết rồi không có nước xài luôn. Dạ. Không nước xài đâu. Bác là người ở đâu bác? Bác người ở và trên Thọ Xuân Nam á. Bác là người đồng bào hay là đồng bên đây người trăm bên đây. Dạ. Người trăm bên đây là trôn á người trăm á là bị nó thiếu. Dạ. Thiếu lấy ra đây người bỏ vô trong mã. Đó. Nói cho cả nhà mình hiểu là người trăm bà ni là có nghĩa là bác là người chăm nhưng mà bác theo đạo bà ni. Bà ni là bác nói là thường thường là người chăm là khi mà mất xuống là thiêu. Còn người kinh mình là chôn. Nhưng mà bác là bên đạo của bác là chôn luôn như người kinh chôn. Luôn. Dạ. Bác tên gì bác? Tên là họ Bá Văn Tính. Dạ, bác tên... năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi? Là 6 năm nay 62 rồi. Wow, 62 mà già tóc bạc hết trơn rồi. Tóc bạc á, đâu còn hết rồi, đâu còn cái gì nữa. Chặt bên này, chặt bên đây bị bà ai làm lại đâu cho. Bà làm nữa, có trà gì quân hội nó bán, nó có chỗ đấy rồi, chỗ đây luôn à. Dạ. Mình không có, mình khổ quá, mình kiếm cái tô này làm cái cửa. Bác sống đây lâu chưa? Cái này xong bên đây là 7 tháng đây rồi. Dạ. Hồi nó cổ to lắm. Dài lắm và chặt quá rồi mấy bao luôn á. Thương quá cả nhà ơi, bác nói là bác sống ở đây là lâu lắm rồi. Ở đây ngày trước là rừng cây cỏ rất là nhiều. Rồi bác chặt bác phát ra. Đây là đất của người ta chứ không phải là đất của bác hả? Là đất của người ta thôi, đất của người ta. Rồi vợ bác đâu? Vợ bác ở đi mấy bữa ở bên đây bữa ở đây bà đi đi Đồng Nai rồi. Trời ơi. Rồi bà, con cái có mấy đứa? Còn một đứa gái hai đứa trai. Dạ. Rồi có nuôi bác không? Còn có mẹ nó lớn hết rồi đi làm viên ông mà hai đứa cháu nội nữa. Là bỏ bác đi hết rồi hả? Đi hết rồi, còn một mình ổng ở bên đây lang thang bên đây không à? Trời ơi, sao nghe thương quá cả nhà. Bác bị nặng tai đúng không? Nặng tai á, nặng tai nói to với thì mới nghe. Dạ, nghe nó nhỏ. Được cho lên thang xin phép nói lớn xíu bác mới nghe cả nhà. Đó như vậy á. Bác ăn cơm chưa? Hồi sáng là sớm là ăn cơm rồi, ăn cơm sáng á, là ăn cơm rồi tối chiều mới ăn à.
Sáng ăn một lần thôi, chiều mới ăn lại. Đó này ăn xong á là cho chó có cho có bộ bên đó. Xong có bộ bên đó. Dạ. Rồi cho mấy lính này ăn rồi. Là bác nói là cái xôn cơm là bỏ bên đây để cho chó ăn cả nhà. Ở đây thì tôi liên thang thấy bác có nuôi hai bé chó nha cả nhà. Đây này cả nhà mình. Dạ. Với lại bác nói thì không có chờ nó hiểu lắm. Rồi bác đang nấu nước hay nấu cơm? Nấu nước ra. Trời ơi khổ quá. Để nước. Để xem bác có những gì ở cái căn nhà của bác này. Mì tôm này cả nhà. Còn được 4 gói mì tôm. Mì tôm. Cái này cá khô cá hả bác? Khô, cá khô. Cá khô nước nhà trăm thì đậu ăn á. Dạ, còn cái hũ này hũ gì đây? Cái này là loại ớt khô á. Ớt khô. Khô mà hư hết rồi, thúi hết rồi cả nhà. Ớt khô. Cái này này gọi là bình trà. Bình trà này, bình trà này. Dạ. Cái này mới cái đường á, lâu bình trà hơn bình á làm quấn. Nó đó bình á cái chén á. Quấn trà này. Bác có một cái xôn một rồi cả nhà. Rồi chứ ở đây rồi nước đâu uống bác lấy nước ở đâu? Nước người ta cho người ta bên đây, nhà mình băng vắng á. Dạ. Khi người ta cho lên đường lộ xin. À xin đó mình xin người ta cho dắt xe lên mà chở xuống bên đây. Dạ. Đó. Rồi ngủ đây rồi mưa lớn có bị giọt bị tạt không? À, mưa giọt bị tạt. Dạ. Khổ quá. Tạt quá là chạy, mưa to quá là chiếu nệ, ức áo chạy bên kia. Dạ, chạy lên nhà người ta nấp. À, đó chạy vô chờ người ta. Dạ, khổ quá, cả nhà ơi, thương quá rồi. Làm sao mới ra nông nỗi này bác, rồi con cái không ở với bác hả? Bỏ bác đi hết à hả? Đi hết được, không có ai ở luôn. Ông sống ở mình ông nông cái tới bây giờ sống làm thang không à? Làm thang không à? Ở đây là bác đi chặt củi để hầm than. À, là củi làm than ở đó, cái đồ cái theo đồ đặt gì bỏ bên đây này. Dạ. Đó. Cái theo đồ đặt cây lên cái gì đầy đủ hết cây lên đó. Tài sản của bác này cả nhà. Có một cái giá như là một cây rượu nè. Cây giá đó. Chứ không có cái món đồ gì gọi là giá trị cả. Đây là tài sản của bác này đó hả? Cái này cái chặt cây kia là cắt lá này. Dạ cái này nữa này hả bác? À cái đó là cắt vừa mình dẫn á, mình cắt củi để mình đi vô cái dạo trong rừng á, mình vô cắt mật ong á. Dạ vô trong rừng cắt mật ong. Cắt mật ong là không có là người ta đi ngang, người ta mua 30 ngàn, 20 ngàn gì á. Dạ. Ở đây cái đây có nước á. Đó, cái này cắt lá đắp lò đây. Vừa cắt theo á là có cái len kìa. Có cái len á. Dạ. Cái len bên đây nè. Có cái len này cho đào lò á. Đây nè. À tài sản của bác đây nè cả nhà mình. À cái len, một cái kéo, một cái rửa. Rồi một cái giá này ở đâu? Giá cái giá bỏ vô như vậy đó. Đây là tài sản của bác này cả nhà mình, thấy thương chưa? Đó như vậy đi đâu đi cái này theo đội nghề theo hết à, đâu đi phải mang cái này theo à, cái sống này được. Theo à, sống đây không à, sống mấy củi làm than không à. Ờ nghe bác nói mà muốn khóc luôn á cả nhà mình. Rồi ăn uống sao? Ăn uống mình tự nhiên mình nấu thôi, ai đâu nấu cơm ở đó có nước đó, củi á, củi khô á. Dạ mình đụng lô vô còn có mẹ lâu thèm cái này nè. Lâu thèm thuốc hả? Thèm thuốc. Gần thế này còn con điếu à. Dạ. Quẹt. Ủa quá bác ơi, sao bác mặc cái áo mà rách tiên biên hết trơn rồi? À, cái áo đây này người ta đang người ta phát người ta cho. Dạ. Ở về quê người ta cho người đó là đặt áo bảo vệ người ấy á. Rồi bác làm than vậy rồi một ngày bác bán được bao nhiêu tiền?
Thì có một tuần lễ có mẹ hầm vô mình xuống rồi chặt ba cái đà. Dạ. Mình gác vô gác xong rồi hai tay nó đứng lên. Dạ. Hai tay nó đứng lên xong mình ôm củi bò vô làm cho nó đầy xong rồi mình cắt lá nữa. Dạ. Cắt lá bắt đầu mình đắp rồi đắp cát nữa. Dạ. Đắp cát xong rồi bắt đầu mình đốt nữa. Dạ, là bao nhiêu ngày rồi mình mới dỡ lò lên? Thì năm ngày năm đêm á. Năm ngày năm đêm. Nếu làm chậm á là thân cây. Dạ. Khói nó ra nhiều quá là thân nó nát hết. Thân á là nát. Bây giờ không có làm đi sống á, cái nào sống mình xuống lại. Dạ. Cây này chết mình chở đi bán, đó xe đạp á. Xe đạp đi, xe đạp không à. Vậy là 5 ngày mới dỡ lò lên một lần. À, rồi bán được bao nhiêu tiền bác? Thì không có một lần là mẹ 2-3 thằng cây á. Dạ. Là mẹ 3-3 thằng cổi. Thằng nhỏ chút xíu á. Thằng giống cái trời bên kia á. Đó là mẹ thì theo à. Thằng cây là 10.000 ký. Là thằng nhỏ là chút là mẹ 8.000. Dạ. 8.000 ký thì mẹ một bao là mẹ 35 ký. Đầy luôn á. Rồi bán được bao nhiêu tiền bác? À, bán có một lần có 1.000.000. Dạ. Hết luôn rồi, 2 tạ bán 1.000.000. Người ta che nói thằng nhỏ quá. Để dành nướng cá, đồ đạc cái này, cái kia, nướng thịt gà, đồ đạc kia, quá người ta nó cơm á. Rồi bác có đủ lo cho bản thân của mình không? Thân chứ, làm già cả, làm mình mệt, thân sống đi tập thể dục thể thao nữa. Dạ, tập thể dục thể thao nữa. Đau lưng lắm. Rồi bác sống lang thang như thế này được bao nhiêu lâu rồi? Lâu rồi. 10 năm chưa? Mười mấy năm hộ Đà Bạc luôn á. Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm ở hộ Đà Bạc đâu được. Bình Hảo á. Dạ, bác ở trong kia. Rồi bây giờ mới lang thang ra đây. Bắt đầu người ta giúp đỡ người ta mới đuổi qua bên này á. Dạ. Là không có nhà cửa đất đai gì cả. Không có đất đai gì hết. Không có đất, không có nhà. Anh lang thang như vậy, buồn quá. Không ai cho tiền cho gì ăn. Ở bên này không có, trở vào mình ăn thôi, sống. Dạ. Anh xem lại tay chân như vậy, phải đi xin người ta nói. Dạ. Thì đi làm thôi. Đó như vậy, mình ho gì, mình tạo cái gốc thuốc nam, thuốc gì ăn, uống. Khổ mình sống bên đây, được tiền người ta cho tiền, mình cảm ơn. Dạ. Đó như vậy thôi, lâu đó đi về đường á, người ta đi ngang, thấy ông có tuổi quá, người ta cho 5.000, 6.000 rồi cho mua thuốc vô cái chỗ đó. Đó như vậy á. Dạ. Mình cảm ơn. Lâu đi á, đi làm việc đi lượm cây lon, lâu mệt quá, đi lượm cây lon thì bán có mấy ngàn. Cây lon bỏ cho đây nè. Dạ. Ui cả nhà ơi, cái con gì này kìa cả nhà. Cả nhà thấy cái con gì kìa? Con muối chiếu. Muối chiếu mày. Con nghe nói là cái con muối chiếu đó, nếu mà nó cắn là không có trị được đâu á các bạn ạ. Chuyện để đâu? Con này hả? Dạ. Trời ơi, nguy hiểm quá. Rồi ngủ đây rồi, rồi có gặp rắn bò vô trong đây bao giờ chưa bác? Không có, mình đái là không có ai gì vô hết, nó hơi á, hơi mình đái á. Dạ. Mình hơi là mình nó dắt này nó đi à. Rồi đái xung quanh đây là nó hơi rắn bò vô. Đó mình người dắt là cho làm đái quanh bên đây hết rồi, không có gì vô đâu. Dạ. Gắn con gắn gì, con gắn nằm mà trong lá khô á, không có vô luôn. Dạ. Nếu mình không có, mình không có chọn á, nó đau lưng. Dạ. Nằm như vậy á, đó. Đốt lò than á, mình làm, mình coi sợ, nó xây vô một cái là mình cháy cà lò luôn. Dạ. Cháy cà lò luôn á. Trời ơi, sao mà khổ dữ vậy? Con cái sao mà bỏ đi hết trơn rồi. Nó đi vậy rồi sao ông lấy gì, không ai cho thuốc hút
cái gì cái rồi này. Vợ con cũng bỏ đi luôn rồi hả bác? Vợ đi hết rồi, đi luôn, bỏ đi luôn. Lâu bà chạy xuống, lâu bà chạy xuống. Dạ. Ông điện là bà không bật máy đâu, bà lấy một tuần tháng hai tháng bà mới điện một lần à? Đó như vậy ông mong bệnh lớn bằng ông bệnh rồi lấy gì nấu cơm, không có ai nấu. Rồi ở đây rồi ban đêm mà lỡ có chuyện gì rồi sao mà ai biết được mà giúp đỡ bác? Còn có mẹ anh hai ở trong nhà có trở ngại gì điện xuống. Ở ngoài quê hả? Ở quê bên đây mà, gần bên đây mà. Dạ. Đi chợ đi xe đạp này gần bên đây nè. Dạ. Còn có đi chợ sông Cù Lao qua đường dây đây nè, mua đồ ăn. Rồi khổ đó. Quá cả nhà ơi, thấy cái hình ảnh của bác già cả lớn tuổi mà sống ở nơi hung vuông như thế này thì chia những cái tấm bạc thành một cái ngôi nhà để ở. Ở cái tấm bạc đây nè, đi xe đạp ngang á, người ta bỏ đường xe ba lô á. Dạ. Mình lụm lên làm nè, đây nè, cây sắt đồ đạc gì tạo mình làm à. Còn mới là cây này cái là thay cây mới này. Dạ. Có cái giống này. Cây này cây cũ, cây này mất rồi. Có cái giống vô nó ngã xuống ít. Dạ. À, xuống mình. Bác có ước mơ có tiền để mình mua tôn mình dựng lại cái ngôi nhà của mình không? Tôn đó mình tạm thời bên em mình mua tôn làm gì? Dạ. Tôn như vậy không? Tôn này. Tính làm con đứa hai máy nè. Dạ. Có tầm thời mà. Bác cứ ước mơ có ánh sáng không? À, sáng. Hình như là bác có tự hiểu tự không cả nhà. Nhưng bác cũng lớn tuổi rồi nên là nói chuyện không có được suôn sẻ lắm cả nhà mình. Giờ sống đây một mình, khổ sở. Con làm than để nuôi bản thân thôi. À, rồi gia đình con cái là bỏ đi hết rồi. Bỏ đi hết rồi. Không ai thương hết. Không ai, hai một trai như vậy ăn gì hết. Dạ. Một mình ông lang thang bên này. Thì cả nhà mình, con cái của ông mà xem được cái video này á, thì hãy quay về để đón cha sống chung. Đừng để cho cha mình ở nơi hôn buông như thế này, tội nghiệp lắm. Vậy, bác có muốn nói điều gì với con của bác không? Con hả? Dạ, bác nói đi, rồi con chia sẻ cho. Mấy là con đó hả? Dạ. Con đó như vậy à, nó mới lớn lên, con 19 tuổi á. Dạ. Nó làm công ty ở Sài Gòn á. Dạ. Còn một đứa trai là mấy chồng bò ở Minh Hảo. Chồng bò? Dạ, 13 tuổi. Dạ. Chồng bò Minh Hảo mà chồng mẹ nó lấy tiền á. Mẹ lấy không à? Bác có nhớ con của bác không? Có. Có nhớ vợ của bác không? Thì có nhớ chứ, có con mà. Cái này nhẫn vàng hay là nhẫn đồng vậy bác? Cái này nè, đồng à. Cái này đeo cho đẹp hả? À, đem như vậy à. Cái này đồng à. Dạ, cái này nhẫn đồng cả nhà. Đồng không à? Đồng người ta mới cho không à? Dạ. Bác nhớ con của bác à, bác có muốn nhắn nhủ điều gì cho con của bác không? Có, mẹ lâu chạy xuống à. Bác nói sao? Bác con chia sẻ cho. Nói sao là mẹ con có lâu nữa gửi tiền xuống mà có 1 triệu mà ông ăn không đủ không? À, vậy là có nghĩa là con cái cũng lâu cũng cho tiền. Lâu cho tiền đó, ông như ông đi làm thang chuyện bán ấy. Có dạ. Mười sông cá một ngày á là 50 ngàn á, ăn có 3-4 ngày. Dạ. Nó biết à, có người á. Dạ. Mua tại chợ không có, mình nói thảm quá, người ta cho thêm nữa. Nói thảm quá người ta cho thêm nữa. Cho thêm nữa. Có dao để đặt gì nữa thì cho thêm nữa. Dạ. Cảm ơn, cho thêm là cảm ơn nữa. Cả nhà mình nghe qua cái hoàn cảnh và cái câu chuyện của bác trai người dân tộc Chăm. Dạ, bà Ni. Bà Ni. Dạ, hôm nay á là ở trên lang thang á thì vô tình gặp được cái hoàn cảnh của bác.
Nghe bác chia sẻ thì đôi chân thang cũng hiểu được một phần nào, cũng cảm thông về cái hoàn cảnh của bác. Nghe qua cũng rất là thương cả nhà, sống ở đây lẻ loi một mình hung vu ban đêm là không biết lỡ có chuyện gì là không biết ai mà giúp đỡ. Con cái thì vợ con thì bác nói là bỏ bác rồi. Lúc thì bác nói bỏ bác, lúc thì bác nói là về đây. Đôi chân thang cũng tìm hiểu nhưng mà chắc có lẽ là bác lớn tuổi rồi cũng hơi làm cảm chút xíu cả nhà. Rồi con thấy cái hoàn cảnh của bác thương quá. Không có ánh sáng, con tặng cho bác một cái đèn năng lượng. Tí nữa con treo ở đây cho bác nha. Thôi bác đừng có dạ con. Bác có vui không? Vui. Có mừng không? Mừng. Đèn này là của cô Tư Bình Dương tặng cho bác. Dạ. Phải nói lớn bác mới nghe nha cả nhà. Biết rồi. Dạ con để đây, tí nữa con hỗ trợ bác cho bác nha. Thì ở đây là con có là 2 kg cá cơm khô. Cá khô. Bác có thích ăn cá này không? Cá này muốn cha nấu cơm bằng dầu á. Dạ. Tao có dầu vô á. Dạ, 2 lá mè nấu canh chua ăn cho ngon. Ăn ngon. Dạ, rồi tặng cho bác 2 kg nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Rồi tặng cho bác 1 bao gạo 25 kg nha, để cho bác đưa dành bác dùng nha. Rồi, cảm ơn nha. Bác vui không? Vui lắm. Có cả ăn là làm no rồi. Dạ. Rồi vui lắm. Trời ơi thấy thương quá. Buồn ở bên đây mày đi chợ mệt mỏi lắm rồi, có gạo đi tại chợ mua ăn nữa. Dạ. Từ đây đi xuống chợ xa lắm đúng không bác? Xa lắm, lâu lâu mới tới vô chợ. Lâu lâu mới đi một lần. Lâu đi một lần mới 2 cây 3 cây trại, 1 lần 5 cây 6 cây. Dạ. Bác không có uống rượu nha cả nhà, bác uống trà thôi. Dạ. Thấy bác có cái mền này, cái mền này cũng cực kỹ rồi cả nhà. Bên này. Rồi tặng cho bác một cái mền của sư cô, tặng cho bác nha. Rồi, mền mới. Mền mới. Rồi, dạ. Cho giọng chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Rồi. Trời ơi, khổ quá trời khổ rồi. Con cái đâu mà sao không lo mà để cha lẻ loi sống lang thang trong rừng núi như thế này. Xà bông. Cái này là dầu xả chứ không phải là xà bông. Dầu xả giặt đồ. Dạ đúng rồi, giặt đồ xả vô cho thơm. Thơm. Dạ. Dầu xả này là của anh Sinh nha cả nhà. Anh Sinh anh làm bên mảng này á thì anh có cái tấm lòng thương bà con nghèo á nên là anh tặng cho bà con. Xà bông này là cũng của anh Sinh luôn này cả nhà mình. Rồi. Xà bông này giặt. Xà bông này có cái tên hiệu là xà bông này Lê Si. Xà bông này thật xà bông tắm. Dạ, xà bông này là xà bông tắm này. Xà của anh Sinh tặng cho bác nha. Trong đây là mấy chục gói luôn đó. Mấy chục gói luôn. Dạ, để dành. Đó. Rồi bác có vui không? Vui dạ. Mừng lắm. Đi đem còn đi mưa nữa, mưa xà bông đây nè. Dạ. Đó, xà bông này có tiền thì mua tiền chợ không đi tới chợ với cái xà bông này giặt tắm nè. Dạ, rồi bác đỡ qua đó ơi, rồi con tặng tiếp quà cho bác nè. Đây là một cái áo mưa của bà On tặng cho bác khi mà bác đi chặt củi á hoặc là đi làm than thì mưa mặc vào để bệnh. Rồi đó nha. Cảm ơn áo mưa, cảm ơn nha. Dạ. Áo mưa. Đó, áo mưa đẹp như vậy á. Ờ đây có một cái chăn nữa nha. Chăn này cũng của bà On. Chăn này là của bà On tặng cho bác nè. Bác đỡ dành nha. Cái này là của sư cô. Đó, nếu mà tháng mưa mà mưa nhiều quá lạnh á thì lấy cái này đắp lên cái mền á. Dạ đúng rồi, cái mền này giống cái mền đây nè. Dạ đúng rồi, cái này có mũi nó cắn, còn cái này mũi có đau cắn. Dạ đúng rồi, cái này bị sốt rét rồi mà đi vô rừng vô núi cái mền đây cái mũi đau cắn nổi đâu. Dạ đúng rồi, cái mền đây này đi rừng cái là mũi nó cắn vô mày thiếu máu luôn á, đi nhựt cái da cam thảo á. Dạ đó. Vui không? Vui. Dạ. Đó. Rồi ở đây á là con tặng cho bác một cái hũ chanh muối nha. Ê, chanh muối. Dạ, hũ chanh muối khi mà mình làm mệt á là mình nấu nước sôi rồi mình lấy muỗng mình múc bỏ vào ly mình quấy mình uống cho đỡ mệt. Mệt tặng mệt mỏi đó. Dạ. Cái này là phải bảo vệ con người. Dạ đúng rồi. Cái này bảo vệ sức khỏe. Bị ho uống cái này nó khỏe. Đúng rồi bác hay quá. Còn cái này là muối tôm khô nha. Muối tôm khô của bà On tặng cho bác nha. Rồi. Cái này là mình luộc rau củ quả mình chấm mình ăn hoặc là mình chan cơm mình ăn cái cũng được. Cái này giống là cơm muối muối. Dạ. Muối với ớt với kho là mình lâu mình ăn cơm á. Dạ. Mình ăn bắp là giống người chăm á. Dạ. Ăn chén á, ăn bắp.
tao dâu vậy á. Dạ, bác ăn bắp không hả? Rồi con có ông mắm nem á. Dạ, mắm nem á, cái này này. Chan ít ít thôi để mặn nha bác nha. Mặn á, cái này nó hơi mặn rồi, lâu cái mình không có gì ăn, mình ăn cũng mới cơm. Dạ đúng rồi. Ăn mới cơm á, trong giấc cái ngày vậy con kêu kêu mình ăn sáng á. Dạ. Mình ăn như vậy á. Đó. Để còn ở đây á là con có một chai dầu gió nha. Ở đường núi như thế này á thì dầu gió dầu rất là cần thiết. Đêm hôm á lỡ có chuyện gì đau bụng hoặc là bị sốt hoặc là cái gì đó là có cái chai dầu gió này cũng rất là tốt. Chai này á là của Mạnh Thường Quân có tên là Nam Mô A Di Đà Phật tặng cho bác nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Đó là cái này này mình đi đâu mình đất mỏi mình đau lưng mình tha cho đau bụng á. Dạ đúng rồi. Rồi mình bị gió bị gì á mình tha. Cái này là gió giống gió Mỹ á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Gió Mỹ. Dạ. Hay quá bác giỏi quá. Hay quá. Trong dầu này ở bên Úc gửi về. Vì Hàn Quốc. Cái này Hàn Quốc người ta đi Mỹ người ta tận chai á. Dạ. Hết rồi. Bác có gia đình bên Mỹ luôn hả? Giống bên Mỹ đó, bên Mỹ không đông quá, ông cơm đó ok, năm bên ok, năm thanh gì người ta cho á. Dạ. Hồi đó còn nhỏ mình xíu xíu, bữa nay mà ông năm quá, ông chưa học đâu. Dạ. Ông đâu học đâu, chẳng cho người ta không à, mẹ nó ăn, mẹ cho đâu có làm gì được đâu. Dạ. Mẹ cho đâu làm gì, mấy hai đứa trai, mẹ đẻ ra hai đứa trai, hai đứa gái. Mẹ bữa nay mẹ chết rồi. Dạ, bác thì bác có dòng họ bà con nhiều không? Có một dòng họ xa lắm. Trái đất á. Dạ. Châu đất. Trái đất là con thầy hai á, trái đất á. Dạ. Còn cái hũ này là cái hũ dầu gừng. Dầu gừng. Dầu gừng để mình đau khớp ngay tay nè, tha. Khớp chân, khớp gối. Cái này mình tập sau mình tha. Đúng rồi. Dạ mệt mỏi thì tha ít thôi để nấu. Cái lưng cũng được nha. Rồi cái này này đây là của chị Lưu Hưng tặng cho bác nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Bác mừng không? Mừng vui lắm. Vỗ tay mừng quá. Trời ơi thấy thương quá nha. Hình ảnh của bác phải nói ốm yếu. Dạ cả rồi. Dạ. Rồi ngồi những cái món quà tình thương á là con muốn giúp đỡ cho bác là một ít tiền. Dạ. Để cho bác á là ví dụ như là mua bạc hay là mua tôn gì chia lại cái nhà của mình. Rồi. Chia rồi. Xung quanh lại cái vách nè. Để khỏi mưa nó bị tạt nha. Rồi cảm ơn. Làm cho kỹ lại khỏi con rắn nó bò vào. Rồi đó cạch ra hết bên này. Dạ. Cái này mở ra hết mới có hai cái tấm tôn là bỏ vô đây. Dạ đúng rồi. Là để bên đây luôn. Cả nhà mình hôm nay Đưa Chân Lên Thang xin trích quỹ của sư cô Thích Chi Hạnh 2 triệu nha cả nhà, để tặng cho bác. Tại vì bác ở đây thì cũng không dám đưa cho bác nhiều đâu. Lâu lâu cái có một chú anh chị nào thương thì ghé lại giúp đỡ cho bác cả nhà. Rồi bác biết tờ 500 không? Tờ này tờ 500 đúng rồi. Dạ. Bác đang là bán được mấy tờ như này? Cái này là 500 á. Hai tờ là, hai tờ là 1 triệu á. Là một tuần là bán được như 2 tờ này. Mà cái này mà nửa tháng có một lần cờ đây này. Nửa tháng mới được 2 tờ này. À một tháng có 2 tờ này ai đó cho. Dạ rồi 1 triệu là mình rồi. Mua gạo mua cá mua mắm là mua mắm đi đồ ăn. Là không có dư hả bác? 1 triệu là đi đi tài chợ là bay luôn mua đồ ăn á. Dạ. Đó đồ ăn á thuốc đồ gia đình đồ ông uống á đồ nghề đồ ăn á. Tiền này là tiền của sư cô Thích Chi Hạnh tặng cho bác nha. Rồi, để mua tôn nha. Mua tôn. Dạ mua mấy tấm tôn mỏng mỏng rồi mình chia lại cho nó kỹ càng rồi mình ở. Chứ ở nhà mất công mà rắn rít vô nó cắn rồi đêm hôm là không có ai là chết luôn á. Rồi cảm ơn nha. Dạ là 4 tờ 500 nha. Rồi. Bác cảm ơn sư cô Thích Chi Hạnh đi. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Đó 2 triệu cảm ơn. Mừng không bác? Đồ đặc gạo, đồ đặc ăn nữa. Rồi mừng lắm, vui lắm. Số tiền đây này. Dạ. Quá đặc. Trời vui rồi. Mừng quá. Mừng. Xúc động luôn. Phân ở bên này á. Mặt đỏ muốn khóc luôn. Bởi vì tôi. Bác thân thiện vui tính cả nhà. Mà cái vấn đề về cái chuyện gia đình thì bác chia sẻ rụt này cả nhà, không biết sao mà bác không nhớ hay là
bác nhớ cái gì thì bác gợi ý cái đó hay sao á. Thì con cũng mong rằng là khi mà con chia sẻ cái hình ảnh của bác lên trên kênh của con á, thì người nhà của bác sẽ xem được và sẽ yêu thương bác và sẽ quay về đón bác về ở chung nha. Chứ đừng có sống lang thang đường núi vậy là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Bác có điều gì muốn nhắn nhủ với con của bác không? Có nhớ con không? Thôi con nhớ, lâu lâu mẹ ổng không có điện luôn. Bây giờ đâu gì cho bà ăn đâu. Không có gì cho ba ăn hết. Không có, con nhớ ba, mẹ gọi tiền đồ đặt cho ba. Bây giờ ba làm đủ ăn à. Bác nhớ con của bác như thế nào rồi? Bác có thể là chia sẻ với con. Nhớ làm sao? Nhớ sao lâu lâu mình đẻ nhớ mày không bật máy luôn. Dạ. Không bật máy luôn, để hai ba gọi không bật máy. Để ba muốn gọi bắt ba điện làm gì, có tội gì không, mình đẻ. Dạ. Đó như vậy á. Nhớ điện mà con không bắt máy. Nhớ không bắt máy không? Dạ, thấy bác vui, Đội Chân Lê Thang cũng vui theo luôn cả nhà mình ơi. Hôm nay á, là Đội Chân Lê Thang xin phép là chích quỹ của sư cô Thích Dị Hạnh ra 2 triệu nè. Rồi xin chích quỹ thêm một quỹ của cô Chinh Lê ở Cali ra 1 triệu để trừ qua cái món quà tình thương nha cả nhà. Một bao gạo với lại cá là phần quà là 700 ngàn. Dạ, còn 300 ngàn thì Đội Chân Lê Thang xin phép là gửi tặng cho bác luôn. Rồi, dạ. Đây, 300 ngàn của cô Chinh Lê nha. Chinh tặng Lê cho bác nha. Chinh Lê tặng cho bác. Dạ. Cô Chinh Lê tặng cho bác 1 triệu. Sư cô Thích Dị Hạnh tặng cho bác 2 triệu. Vui quá, mừng quá hả bác ha. Dạ, cảm ơn cô Chinh Lê rất là nhiều nha. Cái này để dành này mua nước mắm để đặt để ăn. Dạ. Để bị tôm. Dạ. Ông bị tôm mà không à, sáng sớm bằng chế bị tôm ăn không à. Dạ. Để đỡ cơm. Dạ. Mình dành cảnh mình khỏe, mình nấu cơm, mình làm việc quá, mình chế bị tôm ăn à. Dạ, vậy là vui mừng hả bác ha. Rồi. Dạ, Đội Chân Lê Thang cũng xin gửi lời cảm ơn đến sư cô Thích Dị Hạnh. Cảm ơn cô Chinh Lê ở Cali. Cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân, bà On, anh Sinh và sư cô và tất cả Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Rồi. Con cũng không biết nói gì hơn, xin chúc cho Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và gia đình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Bây giờ Đội Chân Lê Thang xin khép lại video và có một điều Đội Chân Lê Thang muốn gửi gắm đến con của bác và gia đình của bác. Nếu con của bác có xem được hình ảnh của bác có thể là cảm động đồng lòng về quê, có thể là có một biện pháp để đưa bác vào ở trong để tiện chăm sóc hay là như thế nào đó, chứ bác ở nơi đây thấy lạnh lẽo cô đơn quá. Tội nghiệp bác. Buồn trang trang dạ. Này có dầu gió này tha vô để nó. Dạ. Cả nhà chia sẻ video ra để cho con của bác xem được hình ảnh của bác nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Chắc có lẽ là Đội Chân Lê Thang xin khép lại video và hẹn cả nhà mình những tập video mới để thời gian cho bác nghỉ ngơi nữa cả nhà mình. Thôi con về nha. Chúc cho bác có thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi. Dạ, vui vỗ tay cái nữa nè. Bye bye nè. Bye bye nè. Bye bye. Bye bye nè.